Chris Culture kính chào quý vị khán giả. Một màu xanh cho không gian sống và làm việc là một điều rất cần thiết với chúng ta. Cây lưỡi hổ cũng là một loài cây vô cùng phổ biến đối với người Việt Nam. Lưỡi hổ là một trong nhiều loài thực vật được nhiều người sử dụng, góp phần tạo nên môi trường sống xanh đẹp và trong lành. Lưỡi hổ có tên khoa học là Sansevieria chifasciata, thuộc họ măng tây, có chiều cao từ 50 đến 60cm. Thân hình cây dạng dẹt, mọng nước, nhìn hơi sắc nhọn nguy hiểm nhưng thân lại rất mềm. Có tới 70 loài khác nhau nhưng phổ biến ở nước ta là lưỡi hổ Thái và lưỡi hổ thủy sinh, ưa thích bóng râm và không cần tưới quá nhiều nước. Lưỡi hổ rất thích hợp để trang trí phòng khách, bàn học, bàn làm việc. Về mặt phong thủy, từ xưa dân gian đã truyền miệng nhau về việc cây lưỡi hổ có tác dụng tốt trong việc trừ tà, xua đuổi ma quỷ và chống lại những điều không may mắn trong cuộc sống. Lá cây mọc thẳng đứng thể hiện cho sự quyết đoán, ý chí tiến lên của con người. Với dáng vẻ uy nghi từ thân đến ngọn của cây là biểu tượng cho sự uy quyền, danh gia vọng tộc. Hoa lưỡi hổ mang đến vẻ đẹp kiêu sa với ý nghĩa trong phong thủy rất lớn. Theo quan niệm của người xưa, những người trồng cây lưỡi hổ nếu chăm sóc cây ra được hoa thì may mắn trong năm. Không chỉ ở cuộc sống mà còn mang đến nhiều thuận lợi trong công việc, tài chính. Ngoài ra, lưỡi hổ còn có nhiều công dụng đối với sức khỏe như trị hen suyễn, điều trị bệnh đường tiêu hóa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, tạo giấc ngủ ngon, làm giảm dị ứng ở da và thanh lọc không khí, loại bỏ độc tố. Với nhiều ưu điểm như vậy thì thật đáng tiếc nếu bạn không sử dụng cây lưỡi hổ là một phần trong không gian sống của gia đình bạn.